Văn võ chân chiều tôn đồng ngà Văn võ chân chiều Y linh tông giang ân tận để giúp cho có lệnh truyền ra đức ông chân chiều có lệnh truyền ra các quan thủy bộ cùng là
dòng nhan tập gương diều qua mình chiếu tư trung nga đích tăng gung giả kim bồng hoàng tập cận thánh xuống tiên trùng trùng cao thân từ ân từ minh lên mất chúng sinh không tặng kim đỉnh để khai quang hỏa chiếu thiên tổ văn sơ dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên đức ông tâu đối chúa về gió giảm về gió đôi chân trường sinh
văn minh luân đại kinh độ Việt đất. Chiều mang đi cưng hoàng tân nỗi san đình chính trị gọi câu miêu huyết thủy không minh thức chi ý phép hành sư bạch thi chỉ doanh thiên cương thái ất tứ kỳ bát chính quan tinh trần đồ phong chi bỏ tài thao binh loạn cơ chân chân nên quân nên tốt nên binh trăm tiền ngược giết xuất binh khỏi.